Hôm qua 1 tháng 3, Nhà Thiếu Nhi tỉnh Lâm Đồng phối hợp với huyện đoàn Chi Linh tổ chức chương trình sân chơi thiếu nhi với chủ đề Măng non tiến bước lên đoàn cho các em học sinh trường tiểu học Đinh Trang Hòa 1, huyện Chi Linh. Các em được tham gia 5 trò chơi tập thể và 6 trò chơi cá nhân dành cho các độ tuổi khác nhau như cò cò vui vẻ, đưa bạn sang sông, đôi hài vàng dặm, nhảy bao bố tiếp sức, bánh xe tình bạn, cầu thủ tương lai, thăng bằng cầu heo, đôi tay khéo léo, vân vân. Thông qua các trò chơi, giúp các em rèn luyện sức khỏe, phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo trong các hoạt động đội và phong trào thiếu nhi. Dịp này, Nhà Thiếu Nhi tỉnh Lâm Đồng đã trao 2 suất học bổng gồm 8 phần quà và huyện Di Linh đã trao 5 phần quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên trong học tập. Ngoài ra, tất cả các em tham dự chương trình đều nhận được phần quà tặng của ban tổ chức. Của các dự án đầu tư, hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, đăng ký tờ khai hải quan một lần. Hầu hết các thủ tục được triển khai dịch vụ công cấp độ 4 nằm ở các chi cục hải quan, cơ quan trực tiếp thực hiện như thủ tục có tính chất thường xuyên đối với cộng đồng doanh nghiệp.